giao hàng cây giống online ship tận nhà cho quý bà con chúng ta luôn nha. Mến chào quý bà con đã trở lại video tiếp theo của trung tâm cây giống, mình là Ly. Ngày hôm nay Ly xin phép được chia sẻ cho quý bà con chúng ta về hoạt động tại trung tâm cây giống với bà con, cũng như là cách đóng hàng và cách lựa cây giống cho chủ đầu tư. Thì cũng có nhiều câu hỏi hỏi là bên trung tâm cây giống ở xa, bên trung tâm cây giống có ship hàng hay không, và mua ít bên trung tâm cây giống có ship hàng hay không ha. Thì Ly trả lời cho quý bà con chúng ta luôn, bên trung tâm cây giống có ship hàng tận nhà. Quý bà con chúng ta mua số lượng từ 2 cây đổ lên thì bên trung tâm cây giống sẽ ship hàng giao cho quý bà con chúng ta luôn nha. Từ ở xa ha, ở gần ha, bà con từ miền Trung, miền Bắc thì Ly cũng vẫn ship hàng giao tại nhà cho quý bà con chúng ta luôn ha. Thì ngày hôm nay thì bên trung tâm cây giống đóng hàng rất là nhiều đơn luôn nha bà con. Thì Ly cũng muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta cách đóng hàng của trung tâm cây giống như thế nào ha bà con. Nơi đây là nơi trưng bày cây giống của bên trung tâm cây giống nha bà con. Địa chỉ được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Nếu như cô chú anh chị đi hướng từ Mỹ Tho về á, thì qua hết dốc cầu Nhĩ Mỹ sẽ gặp tiếng lộ tránh á, đường 868B mới mở, thì quý bà con chúng ta quẹo vô khoảng 5 km nha là tới ha bà con. Còn nếu như cô chú anh chị đi hướng Cần Thơ lên, cầu Mỹ Thuận đi lên, thì vừa tới ngã tư Cai Lậy thì quý bà con chúng ta quẹo trái vào đúng 5 km thì gặp cái ngã ba đường 868 mới mở. Thì quý bà con chúng ta quẹo xuống khoảng 800m thì tới trung tâm cây giống ha. Còn đây là những cái nhóm hàng chủ đầu tư đã đặt rồi nè hả bà con. Thì ngày hôm nay thì bên trung tâm cây giống soạn hàng ra rồi, chuẩn bị đóng cho chủ đầu tư. Thì Ly cũng muốn chia sẻ về cái cách đóng hàng của bên trung tâm cây giống như thế nào ha. Giống như trước màn hình đây là cây táo Thái Xanh nha bà con. Táo Thái Xanh chủ đầu tư này đặt là 30 cây nè. Anh ở Trà Vinh ha, Châu Thành Trà Vinh nè. Táo Thái Xanh thì quý bà con chúng ta trồng chỉ trong vòng là từ 3 tháng đến 4 tháng thì bắt đầu ra trái nha bà con. Bên trung tâm cây giống có những lô cây đang ôm hoa sẵn trái hết giống như vậy nè. Chiều cao của cây là cao 5 tấc tới 6 tấc mà con. Cây rất là khỏe mạnh rồi. Táo Thái Xanh thì ăn rất là ngon nha. Bạn này có thể là bò vàng được nha bà con. Trồng chậu, trồng đất hoặc là trồng kinh tế đều được. Trồng cảnh quan hoặc là trồng khu sinh thái đều được ha. Còn cái bên nữa là có cây, cây này là cây Sabo Mexico nha bà con. Sabo Mexico thì trồng 24 tháng thì bắt đầu ra trái bói nha. Ăn rất là ngon ha, trái tròn, rất là nặng ký, trái từ 300g đến 500g đang được xuất khẩu với giá trị kinh tế rất là cao. Nếu như cô chú anh chị nào muốn trồng kinh tế, cây dễ trồng thì chúng ta cũng có thể tham khảo về giống Sabo Mexico ha bà con. Và bên cạnh cây Sabo Mexico thì gồm có là nhóm dừa nè, dừa sim xanh lùng, dừa mã lai đít bầu và dừa mã lai đít chu và dừa dứa Thái nữa nha. Những cái đơn này thì có chủ đầu tư đặt rồi, anh đặt là hai cây dừa mã lai đít bầu, 3 cây dừa sim xanh lùng nè hả bà con. Nhóm này anh ở đâu để Liên quay lại, anh ở Thủ Dầu Một, thành phố Bình Dương. Còn bên đây có nhóm hàng dừa đỏ mã lai nữa nè. Dừa thì khá là dễ trồng, quý bà con chúng ta cũng có thể là trồng được miền Trung, miền Nam, miền Bắc ha. Cây rất là nhanh trái nha bà con. Thể loại dừa lùn thì quý bà con chúng ta trồng 24 tháng thì bắt đầu ra trái rồi. Trọng lượng trái dừa mã lai á, trên một cái quầy dừa thì từ 15 trái đến 25 trái trên một cái buồng dừa giống như vậy nha. Mỗi tháng thì chúng ta kinh doanh được 1 buồng đến 2 buồng trên một cái cây dừa, kinh tế rất là ổn định luôn. Dừa thì có lúc lên tới là 100.000 đến 120.000 một chục, rồi có lúc thì 50.000 chục, 60.000 chục ha, tùy theo tháng nắng tháng mưa đấy nha bà con. Ngày hôm nay xuất hàng dừa đi cũng rất là nhiều nha. Còn cách đóng hàng cây giống của bên trung tâm cây giống là trước khi hàng đi, trước khi hàng đi thì Ly sẽ giữ ẩm cho cây là cái thứ nhất, còn cái thứ hai sẽ quấn bầu lại nè. Giống như cái đơn này là có 3 cây tắc bánh xe ha bà con, bên trung tâm cây giống đóng rất là kỹ ha, quấn bầu lại giữ liên kết lại với nhau. Khi mà cái cục hàng của mình nó bị tưng ha, hoặc là mấy anh chị đó cầm nó có rớt xuống đi chăng nữa thì cái bầu cây nó vẫn ổn định ha bà con, nó không có bị hư cây, hư hàng của quý bà con chúng ta đó. Không riêng về cái keo không đâu, rồi bên Ly sẽ bỏ vô thêm 2-3 cái bịch rồi à, đóng kèm theo cái thùng gạch tông và thêm 2-3 cây tre nữa nè, đóng rất là chắc chắn nha. Còn đây là cái cây nho thân rổ tứ quý và nho thân rổ 12 vụ. Nho thân rổ thì chúng ta trồng kiển, trồng cảnh quan, trồng khu sinh thái, đặc biệt là trồng chậu ha, trồng phong thủy rất là đẹp nha. Ra trái trong thân, nó sẽ mọc từ ở dưới cái gốc này nè, nó lên tới trên cái thân cây này luôn ha. Trái nó đu đu ở trong nhìn nó rất là đẹp ha, ăn cũng khá là ngon. Trong ruột thì nó có hạt, nó chua chua ngọt ngọt. Ra trái 4 vụ luôn nha. Nho thân gỗ 12 vụ thì hầu như cho trái quanh năm. Nho thân gỗ 12 vụ thì trái nó sẽ ra màu đỏ. Còn nho thân gỗ tứ quý thì nó sẽ ra trái màu đen. Trái nó cũng khá là to, cỡ từ ngón tay cái đến ngón chân cái nha. Tùy theo quý bà con chúng ta cung cấp dinh dưỡng luôn trái cho cây ha.
Còn đây là cây hồng đen sô-cô-la nè. Hồng đen sô-cô-la thì bên Ly có những cây nhỏ hoặc là có những cái cây đang cho trái sẵn luôn. Hồng sô-cô-la thì ăn rất là ngon nha, trồng rất là nhanh cho trái, trồng chậu, trồng đất thì từ 10 đến 12 tháng thì ra trái rồi. Rồi bên cạnh cây hồng đen sô-cô-la là có cây tắc ngọt nè và cây lựu đỏ Ấn Độ. Cây nào cũng quấn bầu là hết nha bà con. Đó, cây đóng nè, băng keo rất là nhiều. Nên quý bà con chúng ta không có sợ mà cây nó bị lông bầu hoặc là cây nó bị động rễ nha. Còn bên cạnh đây nữa là cây lựu tím. Lựu tím đang cho trái sẵn luôn. Chiều cao của cây là cao khoảng hơn 1 mét. Cây đang cho sẵn nè. Cây lựu mà có trái nhìn nó rất là đẹp ha. Nó thòng thòng xuống giống như cái lồng đèn. Trồng cảnh quan, trồng cây ăn trái, trồng khu vườn sân thượng, trồng ban công cũng rất là đẹp nha bà con. Ngày hôm nay thì bên trung tâm cây giống cũng có xuất những cái cây lựu đang cho trái sẵn giống như vậy. Rồi bên cạnh cây lựu thì còn có cây me nè, cây me thái ngọt. Cây me thái ngọt thì ăn nó sẽ ngọt ngọt ha bà con, giá trị hiện tại rất là cao nha. Cây me thái cũng là một cây trồng kinh tế trong năm 2022 này đang được phổ biến cho bà con, đang được chủ đầu tư quan tâm để trồng cũng rất là nhiều đó. Thứ nhất là bạn này dễ trồng nè, ra trái cũng sớm nữa, 24 tháng thì bắt đầu ra trái rồi. Trái dạng như trái có một mùa, một năm chỉ có một mùa thôi, nhưng mà một mùa đó trên trái của chúng ta rất là nhiều nha bà con. Một mùa đó trên cây của chúng ta rất là nhiều trái nha. Giá hiện tại là từ 40 đến 80 ngàn trên 1 kg đối với me thái nha bà con. Quý bà con chúng ta lưu ý, trồng me thái thì nó sẽ ngọt nha. Chúng ta mà mua lộn giống me chua thì sau này nó sẽ ra me chua ha bà con. Me thái thì cái đọt nó đi nè, nó rất là đỏ. Rồi có cây tắc nè, cây tắc cẩm thạch và cây chanh cẩm thạch. Rồi có thêm cây chanh vàng Mỹ. Rồi thêm một cái nhóm là sầu riêng và lắc thon ha bà con. Sầu riêng và lắc thon ăn rất là ngon, trong ruột nó sẽ màu cam, nhìn nó rất là bắt mắt. Cái hạt nó cũng to to nha, nó to hơn là cái hạt sầu riêng Musukin của chúng ta nha bà con. Còn anh chị thì đang đi soạn đơn tiếp tục. Một ngày thì bên trung tâm cây giống sẽ trả đơn cho chủ đầu tư khoảng 70 đơn đến 80 đơn ha. Tại vì có 5 anh chị đóng thôi, không đóng được nhiều. Tại vì đóng một đơn hàng nó cũng khá là lâu. Mỗi người chỉ đóng được là từ 15 đến 20 đơn mỗi ngày thôi nha bà con. Còn đây là những cái nhóm hàng măng cục nè. Rồi ổi tím, bơ 034, sầu riêng các kiểu. Măng cục thì bên trung tâm cây giống có măng cục ghép và măng cục hạt nè. Nhãn tím nữa nè, nhãn lông tím. Rồi cây hồng chim ruột đỏ khổng lồ. Và đây là cái cây hồng đen sô-cô-la đang trái sẵn nha bà con. Nho thân rổ đang trái sẵn luôn nè. Rất là nhiều loại cây. Bên trung tâm cây giống làm những cây ngoại nhập nè, cây trồng kinh tế, rồi cây trồng chậu, trồng cảnh quan, đặc biệt là trồng khu sinh thái. Bên trung tâm cây giống có thiết kế vườn cho quý bà con chúng ta và hỗ trợ kỹ thuật trồng tại vườn cho quý bà con chúng ta, đi luôn cái hệ thống tưới tiêu cho quý bà con chúng ta luôn nha. Bên trung tâm cây giống có những anh kỹ thuật hỗ trợ tại vườn cho quý bà con chúng ta luôn ha. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta không am hiểu về kỹ thuật trồng hoặc là cách lên mô làm nếp, các quy trình về trồng cây thì quý bà con chúng ta cứ gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình 0345679887 và 0777403339. Hai số điện thoại trên thì bên trung tâm cây giống có xài Zalo hết nha bà con. Còn bây giờ Ly sẽ quay lại cho quý bà con chúng ta xem cách đóng hàng cây dừa. Cây dừa quý bà con chúng ta thấy để trong bao quần chiếc ở trong, mấy anh chị đó sẽ quấn từng cây nó dính lại với nhau hết nha bà con. Nếu mà con chúng ta thấy đơn giản nhưng mà sự không có đơn giản đâu ha. Nó rất là cầu kỳ, nó rất là khó luôn nha. Nó mới ra được một cái cục hàng giống như vậy. Cũng có nhiều anh chị hỏi bên trung tâm cây giống tại sao không đóng vô thùng xốp ha. Thùng xốp thì bên trung tâm cây giống có rất là nhiều nha bà con, nhưng mà Ly không có đóng, chỉ để dành đóng hàng đi xe thôi. Còn đóng đi bưu điện thì không, không nha. Nó rất là dễ vỡ nha bà con. Quý bà con chúng ta nhìn thấy cái thùng không ạ? Khi mà đóng cái hàng cây giống vô đây thì chúng ta gịch đi, gịch chắc đi chăng nữa thì cái thùng cái đít nè nó sẽ bị bể hoặc nó bể hông. Khi mà cái thùng này nó bị bể rồi thì cái hàng của chúng ta coi như là xong luôn ha bà con. Còn đóng trong cái bịch thì Ly sẽ chia nhỏ ra, quấn băng keo giữ liên kết lại với nhau như vậy. Khi mà cái bịch nó rách một lỗ đi chăng nữa nó còn dính băng keo lại với nhau, nó không có bị bể thùng nha. Nên quý bà con chúng ta lưu ý về cái phần này. Bên trung tâm cây giống đã trải nghiệm, đã thử rất là nhiều cái cách đóng hàng nha bà con, đã rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm. Nên Ly sẽ đóng bịch chứ không có đóng thùng. Đóng thùng thứ nhất là nó sẽ chi phí cao nè, là cái thứ nhất nha bà con. Thứ hai là không đảm bảo an toàn.
Còn cái thứ ba nữa, hàng của chúng ta nó sẽ bị hư rất là nhiều nha bà con. Ly xin nhắc lại, hàng hư rất là nhiều nên Ly không có chọn cách đóng hàng, mà Ly sẽ chọn cách đóng bịch. Đóng bịch quý bà con chúng ta nhìn thấy đơn giản nhưng mà Ly nói rồi đó, không có đơn giản nha bà con. Đóng hàng chắc chắn luôn, trước khi hàng đi thì sẽ quấn màu, giữ liên kết lại với nhau hết. Cây nào nó cũng dính lại với nhau nên quý bà con chúng ta dù dục đi chăng nữa, cái hàng của chúng ta nó cũng dính chùm lại, nó không có bị văng ra ha. Đó. Đây là cây lựu đỏ Ấn Độ nè. Lựu đỏ Ấn Độ thì bên Ly sẽ sang chậu ra nuôi lại hết giống như vậy. Rồi đi thì sẽ quấn băng keo, quấn rất là nhiều nha, nó không có bị bung ra nha bà con. Quấn lại như vậy thì cái bầu của chúng ta rất là im, nó không có bị bể bầu, nó không có bị động rễ. Khi mà quý bà con chúng ta nhận hàng thì cây nó rất là đẹp. Rồi một lần nữa cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Ngày hôm nay Ly xin phép được chia sẻ cái hoạt động cũng như là cách đóng hàng tại trung tâm cây giống. Cô chú anh chị có bất cứ câu hỏi gì thì cứ vui lòng gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống được phục vụ và trả lời cho quý bà con chúng ta nhanh hơn và sớm hơn nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào 18:30 hàng ngày. Ly tiếp tục chia sẻ cho quý bà con chúng ta nhiều hơn, kỹ hơn về cách đóng hàng cũng như là cách chia sẻ về cây giống mới các bà con.